Hello các bác nhá, em giới thiệu các bác chiếc cậu dâu của Panasonic mã ES-CLV7B. Đó, chiếc này hàng xài lướt, hàng còn rất là đẹp, còn cả hộp đầy đủ phụ kiện các bác nhé. Đây là thân máy này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Min Japan, đây. ES-CLV7B Min Japan đời 26 các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Máy chạy rất là êm. Đây là cái đầu nhựa chụp để bảo vệ đầu máy này, bảo vệ lưỡi này. Đấy. Máy chạy rất là êm, rất là đẹp. Chiếc máy này thì có cái đốc sạc để vệ sinh máy và sạc điện luôn. Đây, cái lỗ cắm sạc đây các bác nhé. Các bác cứ vất máy vào thôi, ấn nút là tự nó sẽ vệ sinh máy. Hộp đổ nước ở trong đây nhé. Thì cái cách đổ nước thì em giới thiệu ở các cái video khác rồi, rất là dễ dùng thôi. Đó. Nó sẽ bơm nước lên, nó sẽ rửa máy, sau đó nó sẽ chuyển sang chế độ sấy khô. Sấy xong chuyển sang sạc. Đây là cục sạc này, lọ dầu tra máy này, cái chổi vệ sinh này. Đó, đây là sách hướng sử dụng. Đó. Sách này nó dùng chung của mã là LV7B và CLV7B các bác nhé. Đây là hộp. Hộp chiếc này thì nó không được đẹp mấy. Đấy, vận chuyển về nó mộc méo một chút các bác nhé. Hộp cũng không quan trọng lắm đâu. Rồi, ok các bác nhé. Các bác nào quan tâm alo em nhé.